Theo Bộ Tài chính, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngân sách trung ương đã sử dụng hơn 4.540 tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi. Chính phủ đã chi ngân sách hỗ trợ 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ và 11 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa đá, dông lốc, lũ quét, sạt lở đất với tổng số tiền 1.630 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp gần 32.950 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm. Theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng bởi COVID-19 nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ những năm gần đây. Tổng thu cân đối ngân sách 11 tháng năm nay ước đạt hơn 1.260.000 tỷ đồng, mới đạt 83,4% dự toán.